Rồi, xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi cùng nhau chữa bài toán, đó là bài toán phân tích số 1. Và một cái bài toán thuộc về thuật toán quay lui, đúng không nào? Thế thì rất là nhiều bạn khi mà nhìn vào bài này thì cũng bỏ qua cái bài này. Đấy, bởi vì các bạn, cái khó đó là các bạn không nắm bắt được rằng là đối với bài này thì các cái công thức, đúng không? Các cái cách lựa chọn cho các cái thành phần xy nó là như thế nào thì các bạn không tổng quát hóa được. Đấy, bởi vì nó khác, nó không phải là những cái bài mà đơn giản như bình thường nữa, đúng không? Thì cái bài này đòi hỏi chúng ta là phải có một cái cách nhìn nhận. Đấy, vậy thì trong cái mà để nhìn nhận thì chúng ta phải hiểu được rằng là từ xuất phát từ input để thành output nó trải qua những cái bước như thế nào. Thì cái đấy là cái điểm rất là quan trọng. Vậy do đó thì tôi sẽ show cái từng các cái bước làm trước nhá. Thì các em nhìn thấy rằng là ví dụ như trong trường hợp đầu tiên, thành phần đầu tiên của cấu hình đầu tiên đó là số 4, nó bắt đầu như vậy là nó sẽ bắt đầu từ n về 1. Có đúng không? Nó bắt đầu từ n về 1. Sau đó thì 4 thấy khi nào mà gì sum tổng của nó bằng với n thôi thì lúc đấy là chúng ta in cái cấu hình đấy ra. Đấy đúng không? Thế thì tiếp tục số 4 thì đến số 3. Đấy 3 vẫn chưa đủ bằng n, vậy ta tìm được 3 1, đúng không? 3 3 3 thì chúng ta bỏ 3 1 thôi, đúng không? 3 2 thì cũng thì bỏ qua bởi vì tổng nó vượt quá n rồi. Đấy, như vậy là 4, 3 là bây giờ đến 2. Vậy là 2 thì đến 2, 2. Sau đó 2, 1. Sau lại 2, 1, 1. Đấy, tiếp tục cuối cùng là nếu như bắt đầu là số 1, thì ta sẽ có là 1, 1, 1, 1, 1, hoặc là 1, 1, 1, 1. Vậy các bạn để ý rằng là với trường hợp, với thành phần đầu tiên, luôn luôn là xuất phát từ n về mấy? N về 1. Nhưng các cái thành phần tiếp theo các bạn để ý, rõ ràng các thành phần tiếp theo nó luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng các cái thành phần trước đó. Ví dụ như một luôn nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn 3, hai luôn nhỏ hơn hoặc bằng 2, hoặc là hai một luôn nhỏ hơn 2, hoặc là cấu hình 1 1 1 thì các cái thành phần ở đằng sau luôn nhỏ hơn hoặc bằng các thành phần ở kế tiếp cái trước nó. Và các bạn nhìn với cái trường hợp số 5 này thì nó cũng hoàn toàn tương tự như thế thôi. Được chưa? Thế thì có phải rằng là ta đã tìm được ra cái công thức của cái bài toán này rồi đấy. Nhá. Thứ nhất, cái quan tâm trong hàm trai đó là tổng hiện tại. Xem tổng hiện tại nó đã nhỏ hơn là bằng n hay chưa? Khi chúng ta ghi nhận được cái giá trị, đúng không? Nhã giá trị AI đấy, đúng không? Cái thứ hai đó là một cái xuất phát từ một cái số k, bởi vì y ở đây chỉ thể hiện là chúng ta đang tìm đến cái thành phần thứ y thôi, nhưng rõ ràng k ở đây là thể hiện cho việc mà chúng ta tìm các cái giải giá trị cho các cái thành phần xy đấy. Tôi ví dụ như trong trường hợp đầu tiên là k bằng n, đúng không? K bằng n, bởi vì nó có thể xuất phát sẽ từ n về 1. Nhưng những thành phần sau, ví dụ thành phần thứ hai thì nó sẽ phải là gì? À nó sẽ phải là nhỏ hơn là bằng các thành phần kế trước. Đấy, đúng không? Thế thì được rồi, nắm bắt được công thức như thế thì bài toán này lại là một bài toán đơn giản, đúng nhỉ? Hàm main và trong đây chúng ta sẽ gọi là thủ tục là try, đúng không? Thì try 10 nào, như vậy là bắt đầu tìm cái để quy quay lui từ cái vị trí đầu tiên thì tổng sẽ là 0. Đúng không? Đã xuất phát từ tổng bằng 0 và các tập lựa chọn cho thành phần đầu tiên đó là n. Như vậy tôi nói rằng là tập lựa chọn đầu tiên là n thì tập lựa chọn của các cái thành phần tiếp theo đó nó sẽ là gì? À nó sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng thành phần kế tiếp thì có phải là nhỏ hơn hoặc bằng gì? Bằng gì không? Đấy, đúng không nhỉ? Chúng ta có thấy không? Đấy, như vậy là tôi vừa mới nói đó là bằng n thì do đó là các cái thành phần mà thành phần cho thành phần xy sẽ là chạy từ k về 1. Và sau đó thì nếu như tổng mà cộng với cái giá trị đấy mà nhỏ hơn là bằng n thì chúng ta sẽ tiếp tục là ghi nhận cái giá trị đó, đúng không? Ghi nhận cái thành giá trị z cho thành phần ai và đồng thời là tổng là cộng nó vào biến cộng tổng. Mà nếu như tổng bằng n thì chúng ta sẽ in ra cái hai tổ hợp đó thôi bằng cái phương pháp là giống như là cái output của bài toán, đúng không nào? Còn nếu như mà nó tổng của nó mà chưa mà bằng n thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm cái cấu hình kế tiếp, đúng không? Tìm cái thành phần kế tiếp ở trong cấu hình. Và rõ ràng như chúng ta vừa phân tích đó là cái thành phần kế tiếp thì cái lựa chọn của nó sẽ bắt đầu từ z về 1 chứ không phải là từ n về 1 nữa, đúng không? Bởi vì chúng ta thấy rằng là trong quá trình chúng ta nhận xét và đánh giá thì các cái thành phần sau luôn luôn là nhỏ hơn hoặc bằng cái thành phần ở kế tiếp nó, do đó chúng ta sẽ chuyển vào đây là giá trị z. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với bài toán này thì cái quan trọng đó chính là nhìn thấy được cái công thức, đúng không? Nhìn thấy được cái cách đánh giá của bài toán thì là chúng ta cũng sẽ làm được. Về mặt bản chất thì cũng không hề dài.
không nào? Cái quan trọng nhất đó chính là cái làm trai này, các bạn đánh giá và để nó như thế nào, rồi chúng ta sẽ test. Rồi, ví dụ như chúng ta có bộ test như là 4 thì hoàn toàn cũng ra giống output của bài toán, hay là bộ test giống như là 5. Đấy. Và ví dụ như là bộ test cuối cùng, như là bộ test trong trường hợp với n bằng 6 thì ta thấy rằng là hoàn toàn thì chúng ta cũng chạy giống như output, bởi vì cơ bản thì về mặt tư duy cũng như là cái cách đánh giá thì chúng ta cũng có một cái hướng đi rất là đúng, do đó thì cái output thì cũng không thể nào sai được. Rồi, video chúng ta sẽ kết thúc tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn tại các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.